Bữa ta quay mà không thấy. Giờ có nai rồi cả nhà. Nai sần luôn. Khỏi cần giờ. Đây, em thấy có con nai này nè. Nó chạy vô sâu luôn rồi anh ơi. Đây chủ tình như ta. Hello, xin chào cả nhà nha. Bữa nay em với em Cường. Đây. Em Cường. Đi câu cá nâu nữa nha cả nhà. Đang vô mùa cả nhà, không câu thì ổn quá. Ở đây cũng có thêm hai anh với một chú mới xuống luôn cả nhà. Mấy anh em lên bè câu. Có gì mời cả nhà theo chân em nha. Vô cả nhà. Em giật hồi cũng hết mồi à. Đó, vô. Rồi. Quá đã luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi. À, cái đầu rầm nhất quá. Đâu đó hả? Hay quá. Rồi. Hay quá cả nhà ơi. Ok. Quá đã luôn cả nhà. Vô cái nào. Chim ở nhà. Được con nó cả nhà rồi. Cá gì nó lâu dữ cả nhà ơi. Lên hàng cả nhà ơi.
Ồ, cây này dính cá chim. Rồi. Giật nè, giật nè. Phải không, phải không? Anh lấy giật cái. Đang ăn đó nè. Giờ không dám qua, qua nó động quá vậy. Từ từ thôi, từ từ thôi. Chim á. Cường lên cá cả nhà ơi. Chim thấy không? Từ từ, dịu đi, dịu đi, dịu đi. Bự mà, bự á. Bự 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 bự. Từ từ, từ. Từ từ. Tu, bự hơn con anh luôn á. Quả phê luôn. À, giật mạnh quá. Quả đã luôn cả nhà ơi. Nay cường thành idol rồi, ngày hôm nay bữa nay idol rồi. Lấy cái giật đâu? Đưa cái giật xuống trước. Quá phê luôn cả nhà. Con cá gì đây? Chim. Cá nâu cả nhà ơi. Bỏ lặn ra giùm anh luôn cơ. Em có lại lặn không? Lại lặn á, anh Hưng á. Bữa nay nó nhỏ vậy không à? Nó nhỏ mà nó mập. Ngồi đây lại lấy cái rộng luôn cho rồi. Báo cá, báo cá. Bự không hả em? Vậy em vớt cho lấy có tụng chứ đi. Từ từ, từ từ, trò cá bự chứ. Từ từ, cầm dây, cầm dây, cầm dây. Một dưỡng độc kìa. Vậy hả? Dưỡng cái cục chì. Tháo, 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 tháo cái luôn đi. Tháo cái khóa ra. Rồi. Nè, 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 nè. Cầm, cầm, cầm cá luôn. Cá gì, cá gì? Cái giọt qua sao lấn kìa. Út hay ngát? Nhìn cá chim. Gì đen thui vậy? Trời ơi, con cá ngát bự ghê. Nhái cả nhà rồi. Xảy chưa? Bây giờ nó chạy, chạy vô đó, xảy đâu xảy. Đó, quá đã luôn cả nhà. Đó. Bữa anh câu có con lưỡi à. À. Ừ.
ngầu. Quá đã luôn cả nhà ơi. Nuốt luôn rồi. Cái gì cái gì? Quá phê luôn cả nhà. Bự lắm hả? Quá đã luôn cả nhà, nó bằng kia luôn. Đó, trời hay quá anh ơi. Cái gì đây anh Tư? Nâu nâu hay chim? Ồ, mập ú luôn. Sẵn lấy thùng trà đá lên đây luôn ơi Cường ơi. Đổ, đổ, đổ. Ít ra cũng phải vậy chứ. Có luôn hả? Có chứ. Nãy giờ nó ăn nuốt không ta? Ồ. Sầu quá. Nay cái đợt cá bự hết rồi, không thấy nó được một hai con. Đó, ồ, vô 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 cái gì cái gì? Đã quá đã luôn anh Tư ơi. Nghe chạy mô bin là thấy phái rồi đó. Chắc chim mà quá. Rồi, vớt không anh? Thấy chạy mô bin là cá bự rồi đó. Thấy không? Nửa ký mà anh. Ồ, quá đã luôn cả nhà ơi. Cái hồi tôi câu một con tôi khí cái đầu mắt kìa. Câu được cái đó tôi sao chưa bây giờ anh đóng không? Kìa kìa kìa, coi kìa phao kìa. Nè 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 anh Tạo, lại ăn sống đi anh Tạo. Lại ăn sống đi. Cá đói cả nhà. Nó ăn con sống mà. Ê ê ê ê. Bao loại có lụm cám tôi cho thử. Ê anh Tạo, thôi để rộng đi để. Chân dân luôn. Hay quá tí ơi. Nhưng mà đâu có dẻo đâu, nó bở bở bở. Cái này nè, cái này nè, không này nè. Đó. Cám vàng. Cám vàng nó mới dẻo. Mà cái cám đỏ thì nó lại dẻo nha. Bóp dẻo, cốp càng bóp càng dẻo, càng bóp càng còn cám nó rớt như này nè. Đó, thấy chưa? Thấy chưa?
Đâu? Thấy chưa anh Tâm? Còn mới, còn mới, còn mới. Khôn lắm. Đó. Cả đói rồi cả nhà. Giờ này cũng chiều rồi cả nhà. Bây giờ em xin phép em báo cá xong em về luôn cả nhà. Này được hay không? Bỏ 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 cá này vô thùng giùm em luôn anh Tâm ơi. Đó, gom hết vô trong luôn. Cá thùng của anh hay gì đó. Đây là cá của anh Hưng rồi cả nhà. Bữa nay quýnh con nước này cá không ăn cả nhà. Đó, đợi một em cá nâu bành kỳ. Rồi xếp ngay ngắn luôn mới chịu. Ủa, cái lọng này của mình hết hả? Cái lọng kia của cái này của em. Này của em. Cái nào của người ta để lại thôi. Này của em, của em. Rồi ba cái của em hết hả? Đúng rồi. Em giỏi thế. Còn đây còn còn có con mini à. Con đứt con ngậm dây miệng á. Gãy răng liền. Hai con nữa em. Hai con ngậm dây lận á. Ghê à. Ủa cái lọng của anh Tâm đâu? Lọng cái nào của anh Tâm đâu rồi? Ủa? À đây em cột bên đây nè, gửi em vô trước đi. Lấy cá nâu cần ra đi cần. Lấy chưa? Chưa. Ừ, đem vô cho chứ. Cái gì? Ờ đúng rồi. Dạ dạ dạ. Câu hai anh em mình nhiều với ai nhỉ? Cái này con tí phải không? Không có cái thùng xanh anh, lấy cái thùng bỏ đổi thùng xanh giùm em luôn. Ủa em con này phải không tí? Ờ con bự nhất luôn á. Ủa mất người ta. Con bự nhất luôn. Dựng nhảy nha. Lấy thùng tí rồi. Xả nước em ra bớt luôn Tâm ơi. Nước quá trời vậy. Nước cho nó lạnh. Mở cái nút ra. Đổ ra cho nó tê luôn. Để ít lại rồi, cho nó lạnh. Rồi mở, nó... mở nắp ra. Đổ vô luôn. Đây đây. Anh Tài xin bắt 5 cái bạch đi anh Tài. Để hồi bỏ cá về. Tôi có phòng của anh Tâm mà. Phòng ông có dừa. Dừa cái đầu ông cầm cầm đổ đổ mấy cái đó luôn anh Tâm. Số cá này luôn á. Đây, 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 nó nhảy xuống dưới tớ Cường, đổ vô Cường. Chúng mày đưa hết là... Còn con cá ngát của anh Tâm kìa. Này thất thu rồi cả nhà. Ui, nhảy. Ủa, còn cái động nữa mà phải không? Đó rồi, có bà cả nha. Động anh Tâm lấy rồi. Rồi, tới đây kinh xin kết thúc quay giáo luôn cả nhà. Đây, 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 đây của anh nè. Đây, đây nè. Còn có quên nữa của anh Tâm nữa. Cũng đáng kể nha. Mở trên đây nè. Ông cột trên đây nè. Cá như đó là ông đổ của ông mà đầy thùng rồi. Thùng của ông bự lắm. Đó, cá của anh Tâm cả nhà. Ủa đâu có cái gục sắt nữa vậy? Ồ, được con bệnh kỳ luôn chứ. Vẫn chơi hoài. Đem 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 vô trong đi anh. Ừ, xây vô trong đi, nó có rớt rớt trong, rớt ngoài rồi bó tay luôn. Anh dứt con chà bá rồi xin gì nữa. Em phải xin anh đó là có. Rồi tới đây em xin kết thúc video luôn cả nhà. Chúc cả nhà được nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe luôn. Trời, con cá nâu bằng cái thùng luôn. Giá mang thiệt. Đó. Bỏ đã luôn cả nhà ơi. À. Rồi ok. Còn ngáp. Bỏ nó vướng vào cộng vô bè đó ông nội.